là tỉnh có tiềm năng lớn về du lịch văn hóa tâm linh thời gian qua, bên cạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh, các di tích và khu di tích trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Hưng Yên khi du khách đến tham quan, nhất là dịp lễ hội đầu năm. Trong tháng 1 năm 2023, các khu di tích, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đón hơn 80.000 lượt du khách đến tham quan chiêm bái. Đây cũng là khoảng thời gian Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến và Ban Quản lý các di tích trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai các hoạt động quảng bá giới thiệu về hình ảnh du lịch của tỉnh, đặc biệt đã tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch Hưng Yên tại một số di tích lễ hội. Hầu hết du khách đến với Hưng Yên đều hài lòng khi được hòa mình vào không gian và kiến trúc của các di tích. Năm 2023, ngành du lịch tỉnh phấn đấu thu hút khoảng 800.000 lượt khách du lịch.